Và xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe Tập Trị Liệu với bác sĩ Win Tran. Tôi là bác sĩ chuyên khoa về cơ xương khớp và da liễu tại trung tâm y khoa Win Medical Center tại California, Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về tập trị liệu giảm đau bàn chân và cổ chân. Bàn chân và cổ chân của chúng ta là một cái tổ chức rất là phức tạp, mặc dù nhìn có thể đơn giản ở bên ngoài. Tôi thường nói với nhiều quý vị là bàn chân của chúng ta là một kiệt tác tuyệt vời của tạo hóa, nhưng mà thường bị bỏ quên. Quý vị nhớ không, bàn tay đã là kiệt tác của tạo hóa rồi, nhưng bàn tay thật lòng mà nói được chăm sóc nhiều hơn bàn chân. Lý do tại sao? Bàn chân của chúng ta là cái nơi xa nhất trên cơ thể, tính từ tim chúng ta, nhận được ít máu nhất, nhận được ít dinh dưỡng nhất. Quý vị cứ tưởng tượng giống như đây là một cái xã ở vùng sâu vùng xa của một đất nước vậy đó. Có nghĩa là nhận được ít dinh dưỡng, nhận được ít cái chất bổ. Tuy nhiên, bàn chân của chúng ta là cái nơi tiếp xúc hàng ngày. Quý vị đi đâu, đi đứng, đi làm bất kỳ cái gì cũng bắt đầu từ cái đôi bàn chân của quý vị. Quý vị hãy nhìn cái cấu trúc của bàn chân để hiểu những cái bài tập của chúng ta ngày hôm nay, tại sao chúng ta làm như vậy. Cấu trúc bàn chân chúng ta ngay từ đầu là đã không đối xứng rồi. Quý vị xem đây, cái trọng tâm, cái tâm của bàn chân chúng ta là nằm ở ngay đây, trong khi cái lực mà ép lên cái chân chúng ta là từ xương cổ chân đi xuống đây. Quý vị thấy không, nó lệch với nhau. Có nghĩa ngay từ đầu là đã bắt đầu là đã không công bằng cho cái bàn chân của chúng ta rồi. Chính vì vậy, phần lớn những cái vấn đề mà đau bàn chân và đau cổ chân đều có liên quan tới cách vận động. Và đây là cái điểm mấu chốt trong các bài tập trị liệu ngày hôm nay, là chúng ta sẽ tập vận động để thư giãn và tăng cường những cái cơ, những cái dây chằng xung quanh bàn chân và cổ chân của chúng ta. Những cái dấu hiệu đau chân hoặc là đau bàn chân, quý vị cần phải đi gặp bác sĩ ngay, là đau nhức chân buốt rát, không đi đứng được và không mang giày được. Nhất là sau khi tai nạn, hoặc là quý vị đi chơi về, hoặc là quý vị tập cái gì đó. Quý vị phải nhớ là cái việc mà chúng ta mang giày, chúng ta cột vào, là một trong những cái kỹ năng cơ bản mà bàn chân của chúng ta làm được. Nếu như chúng ta không có cột giày, không có mang giày được, quý vị phải đi gặp bác sĩ ngay. Những cái dấu hiệu khác mà quý vị cần phải gặp bác sĩ là cơn đau nhức kèm theo những cái dấu hiệu khiến cho bàn chân của chúng ta yếu đi, hoặc là những cái dấu hiệu mới trên da, ví dụ như là một cái vết loét, bàn chân đổi màu qua màu tím, màu đỏ hay bất kỳ cái màu gì mà không phải là cái màu thường của bàn chân hàng ngày. Và cuối cùng là những cái triệu chứng đau của bàn chân của chúng ta kèm theo những cái triệu chứng toàn cơ thể, ví dụ như sốt, yếu trong người, sụt cân hay bất kỳ cái gì, là quý vị nên đi gặp bác sĩ ngay. Nhìn chung là những cái gì liên quan tới bàn chân, quý vị đừng có nên xem nhẹ, mặc dù đây là cái nơi mà chúng ta ít quan tâm nhất. Hy vọng là cái bài nói chuyện này cũng như cái video mà tôi nói về đau bàn chân và đau cổ chân sẽ giúp cho quý vị hiểu hơn về cái tầm quan trọng của bàn chân của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào 7 cái bài tập giảm đau của bàn chân và cổ chân. Là những cái bài tập này quý vị tập từ 10 cho tới 30 giây, sau đó lặp lại 30 cho tới 50 lần mỗi ngày. Tập vừa phải và chúng ta ngưng khi đau. Bây giờ quý vị chuẩn bị chưa để tập chung với tôi nha. Xin kính chào quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bước vào 7 cái bài tập. Bài tập đầu tiên, tôi còn gọi là bài tập gạt nước. Quý vị ngồi thoải mái trên cái ghế giống như tôi như thế này và relax, và để hai cái bàn chân của mình thẳng về phía trước, quý vị thấy không nào? Và quý vị tưởng tượng hai bàn chân của chúng ta giống như là hai cái gạt nước vậy. Đầu tiên nhất là quý vị gạt qua trái, nhớ nha, phải, trái, phải, trái, phải. Thấy đơn giản không? Chỉ là qua trái, phải. Rồi bây giờ phải, trái, phải, phải, trái. Quý vị mỗi lần nhìn thấy hai cái gạt nước ở trên xe nó gạt, quý vị nhớ tới cái bàn chân của mình. Khi mà tập như vậy, tới thứ hai là chúng ta tập thắng.
đúng không ạ? Đang ngồi xe đạp thắng, đạp thắng, đạp thắng. Thì ngồi tư thế thoải mái như tôi và đạp thắng, đạp thắng. Rồi gạt nước, trái phải, trái phải. Bây giờ tới bài tập thứ nhì là bài tập vẽ chữ. Những cái tên này là tôi đặt cho quý vị dễ nhớ thôi nha, chứ thật sự những cái bài tập này đều có thể nó lại giống với nhiều bài tập về bàn chân mà những bác sĩ hoặc là những cái chuyên viên trị liệu khác dạy cho quý vị. Rồi quý vị ngồi thoải mái như thế này, ngồi trên cái ghế như tôi, dựa vào sau, đưa cái bàn chân lên nha, đưa chân như thế này. Rồi quý vị vẽ chữ A. A, B, C, đúng không nè? Thôi tới tóm lại là vẽ, dùng tưởng tượng như là cái chân của mình đang có một cái cây viết ở đó và vẽ chữ. Giống như bàn tay của chúng ta, thay vì chúng ta vẽ chữ thì chúng ta vẽ chữ vào bàn chân. Quý vị còn nhớ là một số người vì cái dị tật bàn tay mà họ dùng cái bàn chân của họ để viết chữ, và chữ viết cũng đẹp y như là viết ở bàn tay. Thì nói như vậy để quý vị thấy là cái cổ chân của chúng ta có thể linh hoạt tới cỡ nào. Rồi vẽ chữ xong, chúng ta vẽ với chữ bên bàn chân trái nha. D, I, I. Rồi, hai cái bài tập vừa qua quý vị cũng thấy rồi đó, là tập gạt nước nè, đúng không? Tập đạp thắng, rồi xong tập vẽ chữ. Quý vị lặp đi lặp lại những cái bài tập này. Bây giờ là tới cái bài tập thứ ba. Ở bài tập này quý vị cần cái sợi dây. Quý vị nhớ là cái sợi dây này quý vị có thể mua ở đâu cũng được, nhưng mà nó có những cái điểm quý vị kéo, và cái màu này không quan trọng nha. Có quý vị nào nói với tôi là phải màu xanh lá cây như bác sĩ Win thì tập mới đỡ. No, không cần quý vị nha. Rồi quý vị coi nè, ở cái bài tập thứ ba này quý vị để như vậy đây và kéo ngồi lên cho tôi, giữ 10 cho tới 15 giây, sau đó thả lỏng ra. Ok, thả lỏng ra. Tại sao khi mà quý vị kéo như vậy, quý vị sẽ thấy cái sự căng ở cái bắp chuối của chúng ta, nhưng mà quý vị cũng thấy là cái cổ chân của chúng ta, cái khoảng ngay cổ chân chúng ta sẽ tăng ra. Rồi khi mà quý vị kéo xong, quý vị để đây, hạ xuống từ từ, kéo lên lại, hạ xuống từ từ, kéo lên lại, hạ xuống từ từ, sau đó đổi chân. Đó là bài tập thứ ba. Bây giờ qua cái bài tập thứ tư. Ở cái bài tập thứ tư này quý vị ngồi như tôi, nhưng mà để cái cổ chân về phía sau như thế này, và từ từ quý vị coi nha, giữ cái này, dùng cái tay này đẩy nhẹ xuống. Quý vị thấy cái dây chằng phía trước của chúng ta và cái cơ phía trước chúng ta giãn ra. Làm lại nha, giữ như thế này 5 tới 10 giây, giữ như thế này 5 tới 10 giây. Thôi chúng ta đổi chân qua, giữ như thế này 5 tới 10 giây, giữ như thế này 5 tới 10 giây. Thì đó là bài tập thứ tư. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bài tập thứ năm. Đó là bài tập đứng ngồi trên cái ngón bàn chân của chúng ta. Ở bài tập này quý vị ngồi như tôi, ngồi thẳng lưng. Đầu tiên nhất, đưa lên, hạ xuống, đưa lên, hạ xuống, và giữ trong vòng 5 tới 10 giây. Đưa lên, hạ xuống. Khi mà quý vị bắt đầu cảm thấy đau á, quý vị có thể ngưng lại và tập qua những cái bài tập trước. Rồi bây giờ thêm nha, khó hơn nha. Quý vị lấy cái ghế này đi ra, quý vị đứng lên như thế này. Tôi đang nhìn thẳng đứng quý vị phải không? Đưa lên, hạ xuống, đưa lên, hạ xuống. Cái đó là cái khó. Nhưng bây giờ nếu quý vị tập không được, quý vị tập như thế này. Thì đó là bài tập thứ 5 của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập số 6 quý vị nha. Quý vị có thể dùng cái chai nước hoặc là bất kỳ cái gì mà nó như thế này để chúng ta có thể lăn được. Và đây là bài tập lăn cổ chân. Quý vị xem, ở bài tập này quý vị ngồi thư giãn như tôi, để cái chai nước như thế này và để cổ chân lên. Chúng ta lăn tới, lăn lui, lăn tới, lăn lui. Cố gắng lăn hết cái cổ chân của chúng ta nha.
lăn hết cổ chân chúng ta. Quý vị nhớ ngồi nha, chứ đừng có đứng trên cái này lăn làm quý vị sẽ té. Sau đó chúng ta đổi chân, đổi chân. Quý vị thấy đơn giản không nè? Đổi chân, lăn cổ chân. Rồi, khi mà chúng ta tập xong, nhớ lấy chai nước đó uống luôn. Đó là bài tập số 6. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập thứ 7, là bài tập xoa bóp bàn chân và cổ chân của chúng ta. Rồi, ở bài tập này quý vị ngồi như tôi, như thế này đây. Cái chân đau là chân phải. Trong cái bài tập này chúng ta sẽ massage cái dây chằng ở phía sau, hay còn gọi là Achilles tendons. Quý vị hãy nhìn xem cái tendon của tôi nó nằm ở đây. Thì đây là cái dây chằng mà rất là quan trọng, chúng ta đi đứng chạy nhảy gì cũng đều do cái dây chằng này. Và nếu như cái dây chằng này bị đau hoặc là làm việc quá mức, thì cái dây chằng phía trước, gọi là cái dây chằng phía dưới cái bàn chân của chúng ta, sẽ bị viêm, bị giãn ra và đau. Bây giờ quý vị ngồi như thế này, đầu tiên nhất là quý vị massage, dùng hai cái ngón tay quý vị, giống như là quý vị đang bóp một cái gì đó, bóp như thế này. Quý vị thấy tôi bóp không? Rồi, bóp đưa lên. Rồi, bóp đưa lên. Thứ hai là quý vị dùng cái ngón tay này, không, ngón cái này đặt vô cái điểm mà dây chằng này đưa vào cái xương gót chân. Sau đó chúng ta ấn, chúng ta xoay nhẹ như thế này. Xoay nhẹ nhé. Nhẹ, nhẹ, nhẹ. Rồi, kết hợp với massage. Rồi, xoay nhẹ. Xong rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái dây chằng phía trước, là cái dây chằng dưới bàn chân của chúng ta. Quý vị nhấn từ đây, nhấn nhẹ, nhấn nhẹ, đi lên, đi chọc dọc theo cái đường này và đi lên theo đường này. Thì đó là bài tập số 7, đó là bài tập massage tại chỗ mà quý vị có thể làm để bớt đau cái bàn chân và đau cổ chân. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và tập theo những bài tập trị liệu của bác sĩ Win Tran. Tôi là bác sĩ chuyên khoa về cơ xương khớp tại trung tâm y khoa Win Medical Center. Và hẹn gặp lại với quý vị trong những bài tập trị liệu lần tới. Quý vị tập xong có kết quả hay không, nói cho tôi biết nhé. Cảm ơn quý vị.